kiểm tra một đại úy tại chốt kiểm dịch, phát hiện kẻ giả danh trung tướng quân đội. Ngày 11/9, đoàn an ninh 2 cục bảo vệ an ninh quân đội cho biết vừa phối hợp với lực lượng kiểm soát quân sự tiểu đoàn 31, bộ tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh và công an thành phố, bắt giữ đối tượng giả mạo sĩ quan cấp cao quân đội theo điều tra bước đầu, tối mùng 9 tháng 9, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Kinh, phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, tổ kiểm soát quân sự thuộc tiểu đoàn 31 phát hiện một đối tượng mặc quân phục gắn quân hàm đại úy điều khiển xe máy lưu thông đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra giấy tờ. Người đàn ông này không xuất trình được giấy tờ hợp lệ nên bị lập biên bản và đưa về đơn vị xác minh. Tại đây, đối tượng khai tên là Trần Vũ Hàng Minh Nhật, 34 tuổi, tạm trú đường Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4. Nhật khai nhận ngày mùng 3 tháng 9 được Trung tướng Võ Thành Phúc đưa một bộ quân phục cấp bậc đại úy để sử dụng đi qua các chốt kiểm soát nhằm vận chuyển thuốc cho bệnh nhân F0. Từ lời khai của Nhật, cơ quan chức năng đã triệu tập Võ Thành Phúc 52 tuổi, ngụ phường Phú Mỹ, quận 7 lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Phúc tỏ thái độ không hợp tác và xưng mình là trung tướng quân đội, công tác tại cục trinh sát đặc biệt phụ trách về sinh học. Sau nhiều giờ đấu tranh, Phúc mới thừa nhận mình không phải là sĩ quan quân đội, việc giả mạo cán bộ cấp cao là để khoe thân, phô trương thanh thế nhằm thuận lợi trong việc kinh doanh. Khám xét nhà riêng của Phúc, cơ quan điều tra thu giữ các bộ quân phục, quân hàm trung tướng, huân chương, huy chương các loại. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Võ Thành Phúc là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn MTV xuất nhập khẩu đầu tư và chăn nuôi đồng xoài, có địa chỉ trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, quận 7. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức.